Chiều ngày 6 tháng 7 tại xã Hương Minh, Hội doanh nhân cựu chiến binh huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị thành lập Hội doanh nhân cựu chiến binh liên xã Hương Minh Quang Thọ. Lãnh đạo hội cựu chiến binh huyện và lãnh đạo xã Hương Minh, Quang Thọ đã đến dự. Hội doanh nhân cựu chiến binh liên xã Hương Minh Quang Thọ được thành lập với 14 hội viên là chủ các doanh nghiệp hợp tác xã, trang trại, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn hai xã Hương Minh và Quang Thọ. Hội được thành lập nhằm tạo điều kiện cho hội viên giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, tiêu thụ sản phẩm, giúp đỡ hội viên trong hội cũng như hội viên cựu chiến binh trên địa bàn hai xã đẩy mạnh sản xuất làm giàu chính đáng. Tại hội nghị đã bầu ba hội viên vào ban chấp hành hội doanh nhân cựu chiến binh liên xã Hương Minh và Quang Thọ, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Đoàn Quốc Hoài, ủy viên ban chấp hành hội doanh nhân cựu chiến binh huyện được bầu làm chi hội trưởng. Cũng tại hội nghị, Hội Doanh nhân cựu chiến binh huyện Vũ Quang đã tiến hành sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, đầu năm lại nay, hội đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật, nhà nước đến hội viên, tăng cường giao lưu, xây dựng tổ chức hội đoàn kết, phát triển, hỗ trợ cây con giống, khoa học kỹ thuật, giúp nhau phát triển kinh tế. Qua đó đã tạo công an việc làm cho 158 lao động, với thu nhập trên 3,5 triệu đồng trên tháng. Hội còn tích cực trong tham gia xây dựng nông thôn mới, trở thành lực lượng tích cực tại các địa phương.